bạn mới phát hiện mình có khối u cứng lại trước cổ và đang phân vân không biết có cần đi khám hay không? Câu trả lời là có, vì rất có thể bạn đang bị nhân tuyến giáp. Vậy bệnh lý này có nguy hiểm không và làm sao để phát hiện sớm? Thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Duyên, chuyên khoa nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng sẽ cùng bạn hiểu rõ hơn về bệnh lý nhân tuyến giáp. Nhân tuyến giáp hay u tuyến giáp có nhân là sự phát triển bất thường của các tế bào tuyến giáp tạo thành một khối trong tuyến giáp. Bệnh lý này có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào và chủ yếu là phụ nữ. Ở độ tuổi 60, một nửa dân số bị nhân tuyến giáp, nhưng may mắn 90% trường hợp nhân giáp lành tính, chỉ khoảng 5% đến 10% các trường hợp trong đó là nhân giáp ác tính. Nguyên nhân nào sẽ khiến bạn bị nhân tuyến giáp? Hầu hết các trường hợp bị nhân tuyến giáp đều không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, bạn cần biết một số yếu tố nguy cơ có thể hình thành nhân tuyến giáp để phòng ngừa và hạn chế như: chế độ ăn thiếu iốt. Iốt là một trong những yếu tố duy trì khả năng hoạt động ổn định của tuyến giáp, nên bạn bị thiếu hay thừa cũng đều có thể dẫn đến các bệnh lý của tuyến giáp. Nhất là thiếu iốt gây biếu cổ hiện nay khá phổ biến. Yếu tố nguy cơ từ di truyền. Hiện nay, đột biến gen được đánh giá là một trong số những nguyên nhân phổ biến nhất và là yếu tố nguy cơ cao nhất dẫn đến mắc các bệnh tuyến giáp, trong đó có nhân tuyến giáp. Có đến 70% người bị biếu nhân tuyến giáp có người thân trong gia đình hoặc bố mẹ bị mắc bệnh như biếu cổ đơn thuần, viên giáp, u giáp. Phụ nữ bị nhân tuyến giáp nhiều hơn nam giới. Nguyên nhân được lý giải cho điều này là do cấu tạo giải phẫu của cơ thể nữ để thực hiện các nhiệm vụ sinh lý, đồng thời phải trải qua nhiều cột mốc thay đổi nội tiết tố như dậy thì, kinh nguyệt, mang thai và sinh con, cho con bú, mãn kinh. Nhân tuyến giáp có phải là một bệnh lý nguy hiểm? Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Duyên cũng cho biết, hầu hết nhân giáp sẽ không làm thay đổi chức năng tuyến giáp của bạn. Tuy nhiên, một vài nhân giáp có thể gia tăng hoạt động, sản xuất ra một lượng quá thừa hormone giáp gây cường giáp với các biểu hiện như sụt cân, hồi hộp đánh chống ngực, run tay, yếu cơ. Một vài trường hợp có xuất huyết trong nang giáp sẽ gây đau vùng cổ, hàm, tai. Bên cạnh đó, nhân tuyến giáp đủ lớn sẽ gây chèn ép đường thở hoặc thực quản của bạn, có thể gây khó thở, nuốt hoặc ngứa họng, ho. Một số ít trường hợp nhân giáp chèn ép thần kinh thanh quản gây khàn giọng, nhưng thường liên quan đến ung thư tuyến giáp. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.